Con bọ ngựa này đang dạo chơi thì vô tình gặp một con kiến đi tìm thức ăn. Nó nghĩ rằng con kiến nhỏ bé kia không thể làm gì được mình nên dừng lại và trêu đùa. Nhưng nó đã nhầm, con kiến này đã cắn chặt chân bọ ngựa không chịu buông tha, đồng thời ra tín hiệu kêu gọi đồng bọn đến để giúp đỡ. Thật bất ngờ, một lúc sau đồng bọn của kiến kéo đến ngày càng đông. Lúc này con bọ ngựa muốn chạy cũng không thoát được, đành làm mồi ngon cho lũ kiến khiêng về tổ. Một phút sai lầm khi xem thường kẻ thù đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.